Chào mừng quý vị và các đồng chí đón xem chuyên mục An ninh Điện Biên. Trong chuyên mục tối ngày hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động nổi bật của Công an Điện Biên trong tuần qua là mục Vì nhân dân phục vụ. Cuối chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an Nhân dân tại Hội thảo Khoa học Quốc gia 55 năm Công an Nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức. Hội thảo được trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội thảo là sự kiện khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng, nằm trong chuỗi các hoạt động 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024. Đây cũng là dịp đánh giá, tổng kết, đúc rút bài học kinh nghiệm 55 năm Công an Nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tại hội thảo, đại biểu đã nghe nhiều tham luận nhằm làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc của bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tham luận cũng đánh giá thêm về quá trình thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an Nhân dân và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân sẽ luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ vì nước quên thân, vì dân phục vụ, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của địch, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân và di chúc thiêng liêng của Người. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 20 tháng 8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các đơn vị địa phương nhằm phổ biến quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Lù Minh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của 4 luật được thông qua trong kỳ họp thứ 7 gồm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Đây là những luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân và ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực của xã hội. Hội nghị đã nghe đại diện các đơn vị liên quan gồm Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp trình bày và quán triệt các nội dung cơ bản của 4 luật này, trong đó nhấn mạnh các điểm mới, chính sách mới, nội dung được sửa đổi, bổ sung so với luật hiện hành. Kết luận hội nghị, thừa ủy quyền của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp nhấn mạnh, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo hiệu lực đồng bộ với các luật. Công an các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chi tiết. Bên cạnh đó, các học viện, trường Công an Nhân dân cần nhanh chóng cập nhật, sửa đổi hệ thống giáo trình để phù hợp với các quy định mới của luật. 100% hồ sơ công dân dưới 6 tuổi đã được thu nhận sau hơn một tháng luật căn cước năm 2023 có hiệu lực. Chính là kết quả rõ nét nhất của Công an Điện Biên trong thực hiện chỉ đạo của Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Lực lượng công an phải phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong việc tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ sinh thái, phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong việc tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục mọi khó khăn về điều kiện giao thông, thời tiết, bất kể thời gian, ngày nghỉ, đêm tối,
lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường các tổ máy lưu động xuống tận các địa bàn thôn bản tổ dân phố để thu nhận hồ sơ căn cước và đạt kết quả thu nhận cao. Điển hình như công an huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Nậm Pồ đã tiếp nhận xử lý phê duyệt hồ sơ và tổ chức trả thẻ căn cước cho công dân đúng hạn, phân tích đánh giá, triển khai ứng dụng tiện ích của các cơ sở dữ liệu được tích hợp trên VNEID thẻ căn cước, rà soát cập nhật hoàn thành 100% chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm đúng đủ sạch sống. Ngay từ khi luật căn cước 2023 chính thức có hiệu lực thi hành, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Công an Điện Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở để nhân dân nắm được những điểm mới của luật như chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước, chứng minh nhân dân chín số hết hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, lược bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, mở rộng đối tượng cấp thẻ đối với công dân dưới 14 tuổi, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, bổ sung quy định cấp căn cước điện tử, quy định thu nhận thông tin sinh trắc học và bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước. Bây giờ đối tượng của thu nhận căn cước đã mở rộng hơn, là thu nhận cho đối tượng từ 0 tuổi trở lên. Và khi thu nhận như này thì khi các cháu mang theo giấy tờ rất là thuận lợi, là ngắn gọn, nhỏ gọn hơn. Và việc thu nhận này thì đến khi các cháu có việc phải cấp đổi cấp lại cũng sẽ thuận lợi hơn cho bố mẹ. 81,07% hồ sơ được thu nhận, trong đó số hồ sơ công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi đạt 100%. Từ 6 đến 14 tuổi đạt 78,51%, từ đủ 14 tuổi trở lên đạt 64,70%, là kết quả sau hơn một tháng triển khai thực hiện luật căn cước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Điện Biên là đơn vị đầu tiên cán đích đạt 100% các cháu từ 0 đến 6 tuổi được làm căn cước. Cô chú công an là cháu đã đủ tuổi làm thẻ căn cước, và cháu đến đây để làm thẻ căn cước công dân. Cháu biết rằng là thẻ căn cước có rất nhiều công dụng trong đời sống, như để hỗ trợ đi du lịch, đi khám bệnh và trong học tập và nhiều thứ khác ạ. Cái có thể mình đi đâu này, hoặc là cho các cháu đi khám chữa bệnh thì mình có cái căn cước ấy, nó cũng rất là thuận tiện. Thì chị cũng tranh thủ sớm đưa các cháu đi làm. Thủ tục thì mình cũng đăng ký qua điện thoại như trước rồi, nên là đến đây đặt thì cũng rất thuận tiện thôi. Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò xung kích đi đầu của lực lượng công an trong việc triển khai thực hiện luật căn cước và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng lộ trình đề ra. Với quan điểm không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá và không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá, Công an Điện Biên đã triển khai nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật về chủ trương mang nhiều ý nghĩa nhân văn này. Ngày 20 tháng 8, dưới sự chủ trì của Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh Điện Biên tiến hành họp đánh giá kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2024 đối với các can phạm nhân đang thụ án tại các cơ sở giam giữ tỉnh Điện Biên. Căn cứ vào kết quả kiểm tra rà soát của Hội đồng xét đặc xá Trung ương, có 12 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh Điện Biên làm đơn xin đặc xá và đủ điều kiện được xét đề nghị đặc xá đợt này. Đặc xá tha tù trước thời hạn là quyết định của Chủ tịch nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người đã từng lầm lỡ, có cơ hội sớm được tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. Đồng thời, khuyến khích các phạm nhân khác tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt các quy định, nội quy cơ sở giam giữ để có thể sớm trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cơn lũ quét bất ngờ vào cuối tháng 7 quét qua một số bản của xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích, hàng chục hộ gia đình mất nhà cửa, tài sản, hàng trăm hộ bị ảnh hưởng thiệt hại, mất sinh kế. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Pồn và giao Công an Điện Biên chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện. Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực địa, đánh giá, lên phương án và lấy ý kiến người dân.
Theo kết quả khảo sát, có 20 hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, không sử dụng được, sẽ được làm nhà và hỗ trợ làm nhà trong đợt này. Phương án thực hiện đã được nhân dân đồng thuận là đối với các hộ gia đình không có thêm kinh phí, nguyên vật liệu sẽ được làm nhà theo mẫu nhà ba cứng, diện tích gần 40m² như Bộ Công an đã làm cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên Đông. Đối với các hộ gia đình có thêm kinh phí, nguyên vật liệu hoặc tận dụng bây giờ là cái này là anh em đang có thể xem xét mở rộng diện tích hoặc bổ sung một số hạng mục hỗ trợ như bếp, sân, bể nước theo khả năng thực tế. Đối với các hộ gia đình tự chuẩn bị được nguyên vật liệu, tự thi công thì phải bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Kinh phí làm mỗi căn nhà là 70 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ và 20 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa của huyện Điện Biên. Toàn bộ nhân công được huy động từ lực lượng công an và người dân trong bản. Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, chỉ đạo tập trung nguồn lực, rút ngắn các thủ tục để triển khai làm nhà cho các hộ dân trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất và bàn giao cho các hộ gia đình trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Đây là chủ trương lớn của Bộ Công an giúp các hộ dân bị mất nhà cửa do thiên tai sớm ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Nhé vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sông A Lử, sinh năm 2001, trú tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, Công an huyện Mường Nhé tiếp nhận tin báo từ ông Lê Khắc Được, sinh năm 1977, trú tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào rạng sáng cùng ngày, lấy đi số tiền hơn 30 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại Samsung A55. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7 tháng 8, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Nhé đã có đủ căn cứ xác định đối tượng là Sông A Lử, sinh năm 2001, trú tại bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan công an, Sông A Lử khai nhận, trong một lần đến cửa hàng ông Lê Khắc Được để mua hàng, phát hiện nhà ông Được có nhiều tiền và nảy sinh ý định trộm cắp. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25 tháng 7, lợi dụng đêm tối khi gia đình ông Được đang ngủ, Lử đã lẻn vào nhà bằng cách sử dụng tuốt nơ vít để tháo ốc cửa chính, rồi lấy đi số tiền trong hòm gỗ, tại quầy hàng và chiếc điện thoại Samsung để ở đầu giường. Sau đó, Lử đã dùng số tiền hơn 30 triệu đồng trộm cắp được để mua xe máy, điện thoại và tiêu xài cá nhân. Ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã trở thành dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của nhân dân. Tại tỉnh Điện Biên, ngay sau khi có quyết định thành lập, 1.446 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 4.338 thành viên đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, góp sức cùng lực lượng công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở. Bám nắm địa bàn, thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an, cảnh sát khu vực tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân cảnh giác với các hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản, quy định giờ giấc mở cửa, dừng đỗ xe, các điều kiện phòng chống cháy nổ đã trở thành công việc quen thuộc của các thành viên trong tổ an ninh trật tự cơ sở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Qua công tác tuyên truyền, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Mường Thanh đã giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Sau khi được lực lượng bảo đảm an toàn của tổ dân phố kết hợp với lại công an phường có đến nhắc nhở chúng tôi, thì sau khi nhắc nhở tôi cũng có nhận thức là khi người ta đến đánh bia tôi có thể dòng xe gọn gàng vào để hành lang lại cho bà con đi lại. Thứ hai nữa là kinh doanh đúng giờ giấc, sau 2-3 giờ đêm là tôi không kinh doanh nữa để đảm bảo giấc ngủ cho bà con hàng xóm. Các anh là thường xuyên nhắc nhở và đề cao với cảnh giác những cái luận điệu xuyên tạc. Cái thứ hai nữa là về cái an ninh trật tự. Thế là nhất là bây giờ hay có những cái trò lừa đảo trên mạng. Thế cho nên là các anh cái lực lượng này ra đời là chúng tôi thấy là rất là cần thiết. Và giữa công an với lại bảo vệ dân phố và cũng như là bà con
là một cái mối móc xích để mà nhắc nhở cho bà con, để bà con thực hiện được tốt mọi cái vấn đề mà trên cái địa bàn. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Điện Biên Phủ là địa bàn có nhiều trường học, cơ sở kinh doanh lưu trú, quán ăn, cơ quan nhà nước. Đây cũng là địa bàn thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa chính trị của tỉnh, thành phố. Do đó, tình hình an ninh trật tự ở phường Mường Thanh cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là vấn đề an toàn giao thông, trật tự xã hội. Vậy nên, việc kiện toàn chính quy lực lượng an ninh cơ sở với những sức quan trọng đối với phường Mường Thanh. Từ khi ra mắt đến nay, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phường Mường Thanh đã vận động 40 hộ dân trang bị bình chữa cháy, cung cấp cho lực lượng chức năng 9 nguồn tin về an ninh trật tự như tụ tập, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản. Tổ an ninh trật tự ở các tổ dân phố đã phát huy rất tốt cái vai trò trách nhiệm của từng thành viên tổ an ninh trật tự trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, đã hỗ trợ cho công an phường quản lý tốt địa bàn, quản lý tốt đối tượng, nắm rõ nhân khẩu, hộ khẩu và công tác quản lý cư trú, cũng như là nắm chắc được cái tình hình an ninh trật tự đối với các nhà nghỉ, khách sạn, các cơ sở lưu trú, rồi các dãy trọ, và đồng thời đó là nắm chắc các gia đình thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Và đặc biệt nữa là cái lực lượng này đã hỗ trợ công an phường trong cái công tác nắm tình hình, chủ động, rất chủ động trong cái công tác nắm tình hình từ cơ sở. Đối với những cái mâu thuẫn, đối với những cái hiềm khích ở các hộ gia đình, tình làng nghĩa xóm, và hỗ trợ công an phường cùng với công an phường thực hiện cái công tác tuần tra kiểm soát ban đêm. Tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, ngay sau khi ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ đã khẩn trương đi vào hoạt động. Dựa trên cơ sở phân tích, kết quả nắm bắt địa bàn, công an xã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong đó, chỉ đạo lực lượng này tăng cường bám nắm địa bàn, tích cực vận động người dân đưa trẻ đi làm căn cước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm của mỗi người dân. Đồng thời, cùng với lực lượng công an, cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mô hình xã biên giới sạch về ma túy. Từ khi thành lập lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đã phối hợp lực lượng công an xã đảm bảo an ninh trật tự, trong đó lực lượng an ninh trật tự đảm bảo tuần tra kiểm soát, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tố giác tội phạm, thực hiện đề án 06, và lực lượng này là lực lượng nòng cốt và cánh tay nối dài của lực lượng công an. Ngoài ra, trên địa bàn xã Thanh Chăn đang triển khai mô hình xã biên giới sạch ma túy. Lực lượng này đã góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, lập hồ sơ đưa người cai nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Lực lượng ở cơ sở bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã góp phần rất là quan trọng trong các cái công việc chuyên môn của lực lượng công an xã, hỗ trợ về chuyên môn, rồi nắm tình hình ở cơ sở và hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với các giai đoạn trước. Nếu như giai đoạn trước, cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là do một đồng chí công an bán chuyên trách tại các thôn bản là phụ trách, dẫn đến là cái công việc thì thường xuyên là cũng quá tải. Thứ hai nữa là cái việc bố trí thời gian dành cho công việc cũng còn có mặt hạn chế, và cái việc xử lý các tình huống thì còn có cái hạn chế, chứ cũng không như bây giờ. Bây giờ thì lực lượng ở an ninh trật tự ở cơ sở là gồm có 3 đồng chí, về lực lượng nó mạnh hơn, về chế độ là cũng được đảm bảo tốt hơn, rồi về trang thiết bị cũng được trang bị đầy đủ hơn. Do vậy mà cái hoạt động có những cái hiệu quả tốt hơn rất là nhiều so với trước kia, rồi mang tính chất là chuyên nghiệp hơn. Và toàn tỉnh Điện Biên hiện có 1.446 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 4.338 thành viên. Qua hơn một tháng đi vào hoạt động, có thể khẳng định lực lượng này đã và đang phát huy được vai trò không chỉ là cầu nối giữa lực lượng công an và nhân dân, mà còn chủ động phối hợp với lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ triển khai công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã kịp thời phát hiện, phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
Những kết quả thành tích nổi bật bước đầu này đã khẳng định vị trí vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đây cũng sẽ là động lực, tiền đề để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần cùng lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên. Chuyên mục được phát sóng vào 20 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về thư email bản tin andb@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời. Tự hào công an nhân dân hết lòng vì nhân dân. Việt Trung rừng núi bát ngát tháp cành.